Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng tiếp tục một chiếc đồng hồ treo tường. Chiếc này gọi là ngôi nhà chim cúc cu. Chiếc này có ba chú chim lận nha các bác. Hai chú chim đang đậu ở bên ngoài, còn một chú chim là ở bên trong cửa sổ này. Tí là đến giờ là họ ra hót nha. Và đặc biệt chiếc này nó có công tắc tắt chuông chim hót nha. Giờ anh test thử cho chim nó hót nha. 30 phút là hót 1 tiếng. Dụ giờ 7 giờ là hót 7 tiếng. Chiều cao của chiếc này là 70 cm. Chiều ngang là 31 cm. Hậu sâu vô là 15 cm. Rất đẹp nha các bác. Treo lên rất xưa. Rồi bác nào yêu thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918 102 67. Và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em. Chỉ cần hình ảnh và video em gửi chi tiết nha. Chiếc này là thương hiệu Citizen Gia Băng nha. Một phút đó. Số là số vàng số nổi luôn. Rồi em kết thúc video, chào các bác.